Xin chào, ngày mới tất cả anh em nhé. Thì sáng hôm nay thì em sẽ vừa mới tháo gỡ cái khuôn làm với cái câu chim em ạ. Đây, nhìn đây này, đây là mình lấy cái thùng xốp này, đấy thùng xốp anh em nhé, lấy cái thùng xốp nhỏ vừa cái này này, rồi mình đổ bê tông vào là vừa đẹp luôn em nhá. Đây, bình thường thì mình làm bằng cái đế này này, đó. Nhưng mà bữa nay thì mình lấy cái thùng xốp, tao biết cái đế đó để rồi. Đây bên này thì mình làm cái móc trùng xoắn này, đấy móc trùng xoắn để cho khỏi chim nó bay nữa. Khi trước khi mình làm cái đầu tiên ấy là mình không lắp cái trùng xoắn này thì rất là bất tiện đấy mà, đấy như lắp luôn cả cái trùng xoắn đấy để mình đưa cái con ẩn mãi lên em nhé. Tao biết cái con ẩn mãi là sạp xong lông rồi đấy. Con ẩn mãi sạc xong lông rồi cho nên là mình sẽ cho nó tiếp xúc với xe cô luôn nhé. Tại vì dư nó con ẩn mãi nó ra ngoài đường giống như nó con bồi luôn, rất là nhạt đấy, chứ nó phải xích ngoài này em ạ. Xích dân là vừa gần xong lông rồi, xích như thế này tầm khoảng 20 ngày là nó dàn em nhé, là vừa huấn luyện nó vừa đẹp đấy. Con cái của ẩn trọng thì mình luôn để đấy, rồi cái này thì ok đây, đó, đây em, đó. Hiện tại là mình đã đưa con mận mỏi ra rồi nhé. Đây, nó rất là sờ nè, đó, sờ lắm. Đấy, con mận mỏi hầu như là tầm khoảng 95% xong lông rồi. Còn mấy cái lông vía giống con mận trọng thôi. Đấy, anh em xem này, xem nó nhảy này. Đó, chị mới xem này, xem nó nhảy nhá. Rồi anh em, đó là cái lý do mà mình xịt con chim ngoài này đấy. Đó. Sẽ mất tầm khoảng 2 đến 3 ngày thì con chim nó mới cứng được anh em ạ. Nó mới cứng, nó mới quen được như con ẩn trọng này, tại vì là mình nhốt nó trên chỗ trên tầng mình thái lông á. Cho nên là con chim dư nó nhạt như bổi luôn, cho nên bắt buộc nó phải xịt ngoài này anh em nhé. Nếu như anh em nào con chim nào nhạt á, anh em cứ xịt ngoài này. Mấy lần đầu tiên thì mình phải hỗ trợ nó anh em ạ. Đây, mình phải hỗ trợ nó, đó, mình phải hỗ trợ nó cho nó quen với cái việc từ nhảy lên nhá. Nó sẽ không nhảy lên được nhắn đâu. Nhưng mà bắt buộc mình phải hỗ trợ. Đó. Dần dần vài lần ấy, là nó sẽ quen với cái việc bái xong rồi nhảy lên nhá. Dần dần là nó sẽ được như con trống này. Đây, như con trống này là nó dàn cực kỳ luôn. Đó. Nếu như mà con chim mà nó chưa dàn ấy thì không thể nào huấn luyện được đâu. Đấy, như một số anh em bảo là vì sao mà tập luyện ở trong nhà thì nó rất là ok luôn. Gọi là nó quá tái này nó, nhưng mà ra ngoài thiên nhiên nó không quá tái và nó nhạt đấy, là do vậy đấy. Cho nên anh em phải xịt ở cái chỗ đông người qua lại, nó cái chỗ xe cộ qua lại và họ đi lại nhiều á thì con chim nó mới đỡ nhạt được cái này nhá. Đây đó, đấy cái con chim này thì mình sẽ xém chừng nó em nhá. Tầm khoảng xe máy đi qua mình phải ra chỉnh nó lên tí, nếu như mà nó bật lên được thì từ bật, mà không bật lên được thì mình phải ra điều chỉnh nó lên đấy nhá. Đấy, đó là cái chia sẻ của mình mà mình thuần chim nhá. Con chim này tầm khoảng 15 đến 20 ngày thì nó mới đứng vững được. Thì mình phải kèm cặp nó tầm khoảng 5 ngày đấy, từ 2 ngày đến 5 ngày tùy con chim. Nó sẽ nhảy lên được nhá. Có những con chim, ví dụ như con này này. Tầm khoảng 2 ngày là nó đứng vững luôn. Nó nhạt thì vẫn nhạt, nó nhảy thì vẫn nhảy, nhưng mà nó có thể tự lên được. Đấy, con này thì chưa biết, phải test thử em nhá. Đấy, mình sẽ nhốt nó ngay hôm nay luôn. Nhảy này. Nhảy. Đấy.
chưa, tí nó vô mặt. Bắt đầu nha anh em. Đó. Nhẹ nhàng, tình cảm. Ok anh em, thành công. Con này bãi có lực rồi đấy. Ngày hôm qua mình tập lực giờ bãi mạnh phết, bãi tốc độ phết, dứt khoát dứt điểm đấy. Đây nè, bãi dứt khoát dứt điểm ok đấy đấy. Tê đầu tê thành mồ tê ngũ tê
Trời ơi. Ơi, làm đi. Thử kìa. Bãi lên cho mà thử kìa. Ý trời ơi. Không ăn thua. Về đi con. Rồi lắm rồi.